Trong trận đấu mở màn vòng loại thứ hai cho World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số 2-0 trước đội tuyển Philippines. Trận đấu diễn ra tại sân Vizan Memorial, nơi đội chủ nhà không thể hiện được nhiều và thua xứng đáng trước bàn quân của huấn luyện viên Chusier. Dù có sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ với số lượng kỷ lục 10.378 khán giả, đội tuyển Philippines vẫn không thể ngăn chặn được những bàn thắng từ Văn Toàn và Đình Bắc, khiến không khí trên sân Vizan Memorial trở nên ảm đạm. Trận thua này đã làm dấy lên sự thất vọng trong cộng đồng người hâm mộ Philippines cũng như báo chí địa phương. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã chứng minh sức mạnh và khả năng cạnh tranh cao trong hành trình hướng tới World Cup 2026. Sự thiếu sự đột phá trong lối chơi của đội tuyển Philippines đã trở thành lợi thế cho đội tuyển Việt Nam, khiến họ dễ dàng chiếm lĩnh trận đấu và giành chiến thắng. Huấn luyện viên Michael Vai của Philippines cũng thừa nhận sự khó khăn trong việc đối đầu với đối thủ mạnh mẽ như Việt Nam và rút ra bài học quan trọng cho các trận đấu sắp tới.